có lẽ từ cái quán này họ đã vẽ ra con hẻm, những con hẻm kỳ lạ ở nước Mỹ, được trang trí bằng tất cả những loại hình vẽ từ dưới lên cao và đến tận cả mái. Không chỉ những bức tranh ngoằn ngoèo đầy nhiều màu sắc trên tường, mà ở những cái cột cũng đều có dán những cái họa báo mà được bọc bởi giấy ni lông. Những cái bức tranh cũng chẳng ra tranh. Đây là một con đường cái phố lớn ở thành phố Boston. Và những hình ảnh ở bên trời cũng khiến du khách rất tò mò. Không chỉ vẽ ở trên tường, họ vẽ cả xuống dưới nền gạch, nhưng mà đặc biệt rất sạch sẽ. Mới nhìn tường là một con rác, một cái hẻm bẩn, nhưng không phải. Họ đã cố tình làm như vậy để tạo cái sự lạ. Rõ ràng cái mái là một cách làm có chủ ý bằng những cái kính màu được sơn. Rất nhiều du khách thích đi ngang con đường này. Và cánh cửa của một ngôi nhà bên cạnh cũng được sơn đè lên ống khói. Mới nhìn tưởng là một cái sự bôi màu lộn xộn của những cái người quậy phá, nhưng không phải. Họ vẽ có một chủ đề. Mà chủ đề đó tôi cũng chẳng biết. Chẳng qua là thấy cũng có hình dáng người ngợm. Và nhìn cũng vui mắt. Ở cạnh đó là một cái quán cũng được vẽ rất là nhiều thứ. Một quán ăn của Á Châu với hình một cô gái vẽ rất đẹp. Và vẽ lên cả trên lầu. Cả ba căn nền đều được vẽ trang trí theo một kiểu. Không riêng gì con hẻm, có thể là do từ quán ăn này họ đã vẽ để gây chú ý từ trong khói của nhà họ. Có lẽ từ cái quán này họ đã vẽ ra con hẻm như vậy. Có cả hình một cô gái Việt Nam mặc áo dài nón lá. Và đó là một cách gây chú ý, làm con cái hẻm thêm lạ và người ta chú ý tới cái quán này. Một cách làm rất thú vị. Đây là những cái họa sĩ đường phố. Anh cũng đoán thôi gì? Không, sự thật. Các bạn